Rồi chào các bạn, hiện tại mình đã trở lại cái dự án cải tạo biệt thự tại Đồng Xoài, Bình Phước. Mình có chở một số anh em ở xưởng nội thất Louis lên để tiến hành lắp đặt cái bộ cửa gỗ cho cái ngôi biệt thự này. Bây giờ mình sẽ đi vào trong để coi các anh em thực hiện cái lắp cái bộ cửa này như thế nào ha. Rồi, theo chân mình. Đó, đây là hình ảnh của ngôi biệt thự đang trong quá trình cải tạo các bạn. Có một số anh em đang thực hiện làm cột hay là tạo hình cho cái cột của cổng tường rào ở của ngôi biệt thự này. Đó. Bây giờ mình băng qua đường đi thôi. Ngôi biệt thự này nhìn rất là nhã và đẹp. Hiện tại đã cải tạo được một số khá hạng mục rồi. Cũng gần xong. Hôm nay là làm cái đầu cột cho cái cổng rào hả các bạn. Đó, cái này luôn như công nhân Louis đang tạo hình cho cái cột đầu cột. Đây là căn nhà đang cải tạo các bạn. Trong đây rất là ồn. Mọi người đang làm việc rất là hăng say. Đây, team nội thất của Louis. Rồi, cái này là lúc trước bác chủ nhà chỉ định là làm những cái cửa phòng ngủ là cửa gõ đỏ thôi. Nhưng bây giờ là cửa toilet cũng làm gõ đỏ luôn nha. Rất là chịu chất chơi. Đây là cái toilet và cửa bên ngoài cùng bao. Toilet mà làm cửa gõ đỏ luôn. Ủa cái này là mình mới đi gạch lại hả cô? Cái này là mình mới đi gạch lại đúng không? Mình mới ốp lát lại. Dán từ từ. À, nhìn nó sáng sạch quá ha, đẹp quá ha. Đây là ngoài có người lát có được là giờ mình trà xi măng trắng hay là làm cái gì? Đi cái ron đó đúng không? Ừ, đi ron này, ron này chưa ron này. Trà ron này, ron trắng. Ron này, đi ron này. Đây là cái nhà này chắc cũng gần xong rồi hả? Đây là nhà ron này, đó đây gần xong rồi chứ còn gì nữa đâu. Chỉ có làm ở trước cho trong đây xong rồi đó. Trong sửa mấy cái phòng này thấy gọn rồi nè đúng không? Ừ, trong đây là như phòng tắm đó. Giờ đây giờ dí cái này như đây gọi là cà rô đây là xong hết. Còn ở bên kia, còn mấy cái xong nó số lại như rồi đấy là xong. Có như đồ con đồ hồ thì còn những từ mở nữa hay mấy từ mở rồi đó. Nhà này xong rồi về nhà nào làm tiếp nữa? Giờ lại Bình Dương. À Bình Dương hả? Ừ, vô xong đấy. Càng ở giờ dột tiếng đó đúng không? Ừ, vô nhà mà xong nó vượt qua thì mình đi đánh nữa rồi làm lại tôi biết đây. Giờ chắc còn năm cuối tháng hay gì đó. Cuối tháng hay gì vậy? Sợ cuối năm không xong hết chứ. Ý là nhận xong không? À. Đúng rồi. Cái nhà nó quá trời. Ừ. Bự quá, nhà nó bự quá bự. Nó vừa thừa vừa vừa ở đây vừa thừa. Cái này của Hubler luôn, của nào ta? Revon.
làm cũng đẹp quá ha. Nhưng mà tay cầm là có húp lơ phải không? Tay nhập hộp, tay cầm húp lơ. Sáng bóng. Bóng bảy rất đẹp. Chất liệu hoàn thiện rất tốt luôn. Cắt vát nè, bán ngót. Ủa cái tay này là nó khác với cái tay trước hả Thọ? Cái này tay toilet hả? À đúng rồi. Cái kia là chìa khóa đúng không? Còn này là khóa dặn này. Đúng rồi, thấy cái dặn. Giờ làm mấy cửa này toàn bộ là cửa toilet hết hay sao? Gắn xong mình lên gắn vô cái khung bao đó luôn rồi mình mới sơn đúng không? Xong rồi đúng không? À còn chốt cả bên đây. Đồ hấp lơ nhìn đẹp quá ha. Đinh bao nhiêu phân? Cái này là 4 phân. 4 phân. Có những cái đinh dài hơn nữa đúng không?
này nhìn giống băng đạn ha. Lắp vô bắt bắt bắt. Nổ đúng đinh tai nhức óc, giống như súng thiệt nổ. Lần đầu tiên cầm cái băng đạn rồi luôn á. Nhìn hay hay. Cái đinh này là nó bán theo hộp hả? Một hộp là khoảng nhiêu tiền? Nhìn nó giống mấy cái kiểu kẹp giấy á, nó cũng làm nói liền vậy nè. Công nhận cái hơi nó nén ghê thiệt. Sao đổi súng vậy? Tôi chém bắn tường. À, bắn tường luôn à. Kêu đúng lớn. Kêu đã lớn, cái này còn lớn, ác đạn. Xong luôn chưa? Hả? Bắn nó chỉ vô nữa. Chỉ nào nữa? Chỉ quanh cái cửa hả? À. Chỉ vô đi. Cửa gỗ nhiều khâu quá hả? Rồi lấy hai cái điện vô đi cho cắt. Chỉ này là khâu cuối luôn rồi đúng không? Còn mặt chữ chân xong rồi. Kiến sơn xong mới lắp hả? Lắp luôn. Lắp luôn à? Để lúc sơn sẽ lấy giấy báo dán kiến lại. Nay thứ hai vậy là dự kiến thứ năm xong hả? Thứ tư xong. Lên đây là mang đầy đủ đồ chơi ha. Tí nó ồn ghê luôn. Điếc tai. Nghe hơi là rồi mình vừa dẫn các bạn đi tham quan một vòng để coi các công tác anh em Louis đang thực hiện lắp đặt cho bộ cửa gỗ cho con biệt thự của ở Đồng Xoài Bình Phước, thì đó cũng như là gần như là toàn bộ quy trình lắp đặt của cửa gỗ ha. Sắp tới thì mình sẽ đi những cái nhà khác để xem các anh em bên sửa nội thất lắp đặt, ví dụ như là tủ quần áo rồi tủ bếp. Các bạn thấy hay nhớ bấm like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Louis. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.